Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Bụng căng cứng có phải sắp sinh? Bụng căng cứng có nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, nếu bụng căng cứng vào những tuần cuối thai kỳ, khả năng đây là dấu hiệu chuyển dạ khá cao. Vậy, bụng căng cứng có phải sắp sinh không? Mẹ hãy cùng với PMT Doctor tìm hiểu. Bụng căng cứng khi mang thai tuần 39-40. Không cần chờ đến giai đoạn cuối thai kỳ, bà bầu đã bắt đầu bị căng cứng bụng từ những tuần đầu của tam cá nguyệt thứ hai. Hiện tượng này khá phổ biến và hoàn toàn không đáng lo như suy nghĩ của nhiều mẹ. Thậm chí theo chuyên gia, bà bầu bị căng cứng bụng cũng có thể xem là dấu hiệu thai nhi đang phát triển tốt. Nguyên nhân là do khung xương của thai nhi ngày càng phát triển, mỗi lần bé hoạt động đều có thể làm bụng của mẹ căng cứng. Đặc biệt, những mẹ có thân hình mảnh mai sẽ có cảm giác bụng căng cứng hơn so với những mẹ thừa cân. Bụng căng cứng trong những tuần cuối thai kỳ cũng có thể là do táo bón. Sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể kết hợp với sự phát triển của thai nhi là nguyên nhân chính gây táo bón khi mang thai. Càng về giai đoạn cuối, thai nhi càng phát triển tăng áp lực lên tử cung, tình trạng táo bón càng thêm nghiêm trọng. Uống nhiều nước, bổ sung thêm chất xơ trong thực đơn hàng ngày sẽ giúp hạn chế bớt những khó chịu do táo bón mang lại. Ngoài ra, bà bầu cũng nên lưu ý trong những trường hợp bụng căng cứng do tác động bên ngoài như xoa bụng quá nhiều, massage bầu ngực đầu ti. Chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu không nên xoa bụng hay massage ngực trong những tuần nhạy cảm bởi có thể tạo nên những cơn co thắt chuyển dạ. Bụng căng cứng có phải sắp sinh? Bụng căng cứng là một trong những dấu hiệu sắp sinh mẹ cần lưu ý. Tuy nhiên, không phải lúc nào bà bầu cũng bị căng cứng bụng đều như vậy. Mức độ, tần suất cơn gò cứng bụng cũng như các triệu chứng đi kèm cũng rất quan trọng. Nếu chỉ bị căng cứng bụng nhưng không đi kèm các triệu chứng như chảy máu âm đạo, đau lưng, chuột rút, bà bầu có thể yên tâm. Tuy nhiên, nếu tần suất của những cơn gò cứng bụng này càng dày hơn, cứ 5 phút đến 10 phút xuất hiện một lần kèm theo da máu, đau bụng, có thể là báo động bé cưng đang muốn ra ngoài. Mẹ bầu nên chuẩn bị sẵn sàng để đến bệnh viện ngay. Lưu ý dành cho mẹ. Khá giống những cơn gò chuyển dạ, gò sinh lý Braxton Hicks xuất hiện vào những tuần cuối thai kỳ cũng dễ gây nhiễu, làm mẹ bầu lầm lẫn. Dưới đây là một số đặc điểm nhận dạng của cơn gò chuyển dạ và cơn gò sinh lý bà bầu có thể tham khảo. Cơn gò chuyển dạ thường xuất hiện liên tục với cường độ mạnh và có nhịp điệu riêng. Những cơn đau vẫn tiếp tục ngay cả khi bà bầu thay đổi tư thế. Cơn gò sinh lý không có nhịp điệu, tần suất nhất định. Hơn nữa, gò sinh lý Braxton Hicks cũng không xuất hiện thường xuyên, nhiều nhất chỉ 1 đến 2 lần trên 1 giờ hoặc vài lần trong ngày. Đặc biệt khi bà bầu thay đổi tư thế, những cơn gò cũng giảm dần. Một số dấu hiệu sắp sinh thường đi kèm với cơn gò chuyển dạ, mẹ bầu cần lưu ý. Đau lưng chuột rút do các cơ vùng chậu bị kéo căng hết mức để chuẩn bị cho hành trình chào đời của bé. Càng về cuối thai kỳ, cảm giác đau sẽ càng nghiêm trọng, nhất là những cơn đau hai bên háng. Đau lưng dưới. Thai nhi càng phát triển, mẹ càng cảm thấy cơn đau lưng dưới xuất hiện nhiều hơn do dây chằng tử cung và xương chậu bị kéo giãn hết mức. Nếu cảm thấy đau lưng hơn mức bình thường, có thể là dấu hiệu bé cưng muốn ra ngoài. Dấu hiệu máu báo. Gần sinh, âm đạo sẽ tiết ra nhiều dịch nhầy hơn bình thường. Khi nút nhầy ở cổ tử cung bị bong ra, một số mẹ bầu sẽ kèm theo máu hay còn gọi là máu báo. Nếu thấy dấu hiệu này, hãy nhanh chóng báo ngay cho bác sĩ để được theo dõi mẹ nhé. Tiêu chảy. Trước khi bé cưng chào đời, hormone sinh nở trong cơ thể của mẹ có thể tác động đến tử cung làm co giãn, dẫn đến tiêu chảy. Mẹ bầu nên lưu ý, tránh uống sữa hoặc ăn thực phẩm nhiều đường bởi sẽ làm cho triệu chứng thêm nghiêm trọng. Tóm lại, muốn biết bụng căng cứng có phải sắp sinh hay không, mẹ bầu cần lưu ý mức độ cũng như tần suất căng bụng. Những triệu chứng đi kèm cũng rất quan trọng.
Nếu bụng căng cứng không đi kèm biểu hiện bất thường nào, bà bầu cũng không cần lo, đó chỉ là triệu chứng bình thường. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào cần được giải đáp, hãy đừng ngần ngại gửi comment xuống phía dưới, Vem thì doctor sẽ tư vấn cho bạn.